Thưa quý khán giả, trong sáng nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn các huyện Thới Bình, U Minh và thành phố Cà Mau. Nhiều công trình ý nghĩa thiết thực được trao tặng cho người dân các địa phương với tổng kinh phí tài trợ gần 4,5 tỷ đồng. Trong đó, tài trợ xây dựng 26 căn nhà cho hộ nghèo. Các căn nhà sẽ được xây dựng hoàn thành trong tháng 5 tới. Tại huyện Thới Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện tiếp nhận bản tượng trưng tài trợ xây dựng 3 cây cầu dân sinh trị giá 1 tỷ 510 triệu đồng từ ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong lễ tiếp nhận tài trợ và khởi công xây dựng 3 cây cầu dân sinh tại huyện Thới Bình, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trao bản tượng trưng tặng cho xã Biển Bạch công trình đường ống dẫn nước sạch trị giá 300 triệu đồng và tặng cho huyện Đoàn Thới Bình công trình thắp sáng đường quê trị giá 150 triệu đồng. Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau trao bản tượng trưng hỗ trợ 8 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 520 triệu đồng. Công ty Khí Cà Mau hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 200 triệu đồng. Tại huyện U Minh, 15 hộ nghèo được nhận những phần quà chia sẻ khó khăn từ Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Ý nghĩa hơn là Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã tài trợ cho huyện U Minh 4 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 260 triệu đồng. Công ty Khí Cà Mau tài trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 150 triệu đồng. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ cho địa phương hệ thống đèn chiếu sáng đường quê trị giá 300 triệu đồng. Tổng Công ty Khí Việt Nam tài trợ chương trình an sinh xã hội cho giáo dục 200 triệu đồng. Nghi thức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cũng đã được tiến hành trong sáng nay. Còn tại thành phố Cà Mau, Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao bản tượng trưng 140 triệu đồng hỗ trợ cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn thành phố Cà Mau. Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau tài trợ xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 260 triệu đồng. Tổng Công ty Khí Việt Nam tài trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 150 triệu đồng. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ 300 triệu đồng cho chương trình xử lý môi trường của thành phố Cà Mau. Ngoài ra, Công đoàn Dầu khí Việt Nam còn trao tặng nhiều phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cà Mau. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị dầu khí trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Các công trình an sinh xã hội phần nào chia sẻ khó khăn với người dân, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong thời gian qua của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị dầu khí tại Cà Mau đã thực hiện cái chương trình an sinh xã hội trong những năm qua với cái giá trị lên tới 200 tỷ đồng. Thì trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên của tập đoàn tại Cà Mau sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể để cùng với tỉnh triển khai thiết thực các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là tập trung vào các cái địa bàn huyện, các cái nơi mà còn khó khăn, tập trung cho các cái an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, giao thông và cho các cái hộ gia đình, các cái bà con còn có cái hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Công ty Khí Cà Mau đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Những công trình trao tặng cho người dân huyện U Minh, Thới Bình và thành phố Cà Mau trong hôm nay càng cho thấy nghĩa tình sâu đậm của những người làm trong ngành dầu khí đối với Cà Mau.